Ok, xin chào tất cả anh chị em. Chúng ta đến cái buổi vĩ mô được phát sóng vào thứ sáu hàng tuần, và vĩ mô của tuần này là tập trung vào ngành thép của năm 2023. Và chương trình này đang phát sóng live stream vào thứ sáu. Tuy vậy thì vì một số lý do kỹ thuật như là vấn đề về internet, vấn đề về đường truyền cấp quang, chính vì thế nên là giữa chừng thì cái video này nó bị gián đoạn. Thành ra là tuần xin phép quay lại video này để anh chị em có thể tham khảo kỹ hơn về ngành thép của năm 2023. Ok, thì nó sẽ gồm có 4 phần. Thứ nhất đó là bản đồ ngành thép thế giới như nào. Thứ hai đó là những điều quan trọng của ngành thép. Thứ ba đó là dự báo cho năm 2023 và cuối cùng là tổng kết. Thì đầu tiên đó là cái quá trình hình thành phát triển của ngành thép là như thế nào. Thì nó bắt đầu từ giai đoạn sơ khai nhất là thời kỳ ngày xưa, là từ năm 200 trước công nguyên cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Thì đó là một giai đoạn mà cái ngành thép nó phát triển nó rất là thủ công, nó rất là chậm. Và nếu anh chị có xem bộ phim về chiến tranh, anh chị sẽ thấy rằng là họ phải đúc kiếm rồi làm lò rèn rất là khó khăn, đúng không ạ? Và hai quốc gia tương tác giai đoạn này là Trung Quốc và Ấn Độ. Thì cho đến mãi tận thế kỷ thứ 19 năm 1856, lúc đó công nghệ lò Messenger mới bắt đầu ra đời. Và lúc đó sản xuất nó nhanh hơn và chi phí rẻ hơn, tạo được khối lượng thép thành phẩm lớn. Và đến cuối thế kỷ 19, Hoa Kỳ đã giành được cái danh hiệu là công xưởng sản xuất thép lớn nhất thế giới từ tay của Anh. Và thời kỳ đó là cũng là thời kỳ mà anh chị thấy là có vua thép của thế giới, chính là Andrew Carnegie. Và ông trở thành vua thép và ông trở thành người giàu nhất thế giới. Và cho đến khi mà ông bắt đầu bán lại toàn bộ cái mảng thép của ông ấy cho JP Morgan, thì lúc đó là bắt đầu chuyển sang làm từ thiện, và dần sau đó là Rockefeller mới trở nên thành người giàu có hơn và vượt trội hơn so với cả Andrew Carnegie. Thì hết qua giai đoạn đấy là chúng ta chuyển sang giai đoạn tăng trưởng rất là mạnh, bởi vì kể từ khi mà việc sản xuất công nghiệp thép bắt đầu được phát triển, đó là lúc mà đẩy mạnh cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và cùng với thời kỳ đó là thời kỳ mà chiến tranh xảy ra rất là nhiều, tăng nhu cầu thép cho việc chế tạo vũ khí sẽ tăng. Rồi qua những thời kỳ đó là những thời kỳ mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các nước phương Tây, nhu cầu đột biến để xây dựng cơ sở hạ tầng và cao ốc. Và hai công nghệ được rất là nổi tiếng thời kỳ này đó chính là công nghệ lò cao BOF và công nghệ lò quang điện EAF. Qua giai đoạn bão hòa tăng trưởng mạnh đó thì chúng ta bắt đầu sang giai đoạn bão hòa. Gọi là bão hòa của phương Tây thôi. Chứ còn thực ra giai đoạn 3 này vẫn là giai đoạn tăng trưởng rất là mạnh của khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Thì từ năm 1980 đến nay là quy mô thị trường bắt đầu phát triển rất là lớn và bắt đầu du thường nguồn cung dần. Trung Quốc bắt đầu dần dần trở thành cái nơi mà chi phối toàn bộ ngành thép toàn cầu, khi mà họ chiếm đến 50% thị phần thép thế giới về sản xuất, đúng chưa? Và đó bắt đầu dịch chuyển cơ cấu sản xuất dần dần sang khu vực Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á. Cái nguyên nhân bởi vì cái khu vực này đang là khu vực mà phát triển cơ sở tầng cực kỳ lớn. Đó, ở đây một cái hình mà anh chị có thể để ý đến, đó là đây Trung Quốc này, họ sản xuất đến 1 tỷ tấn của năm 2021 và họ chiếm đến 50% cái sản lượng thép trên toàn cầu. Và 1 tỷ tấn của họ đứng vị trí thứ 1, vị trí thứ 2 thuộc Ấn Độ là 118 triệu tấn, tức là nguyên từ Trung Quốc đã gấp đến khoảng 10 lần của Ấn Độ, tức là nước thứ nhất gấp khoảng 10 lần nước thứ 2, đứng thứ 2. Và đến Việt Nam mình đứng thứ 13. Thì chỉ 23 triệu tấn, tức là nó họ gấp đâu đó khoảng 50 lần so với Việt Nam. Và rõ ràng chúng ta nhìn qua như vậy thì Trung Quốc chỉ cần hắt hơi một cái thôi là toàn bộ ngành thép của thế giới sẽ bị tác động. Và đương nhiên rồi, thép Việt Nam sẽ bị tác động rất là nặng. Và ta nhìn thêm một điểm nữa, đó là biểu đồ bên tay trái đây. Đó là về sản lượng thép toàn cầu từ năm 1950 đến năm 2021. Thì tổng sản lượng thép thô toàn cầu khoảng là 1,5 tỷ tấn. Và nếu như so với cả năm 1950 là khoảng 189 triệu tấn thì cái sản lượng đã tăng gấp khoảng 10 lần sau khoảng 70 năm. Và có một câu này, tức là một nền kinh tế khỏe sẽ cần một cái ngành thép rất là khỏe. Và rõ ràng đối với cả đặc thù của nước đang phát triển như là Trung Quốc hay là như ở Việt Nam. Trung Quốc thì họ bắt đầu dần dần qua rồi, như Việt Nam thôi. Nhưng còn như Trung Quốc của cách đây khoảng 20 năm thì cái nhu cầu để phát triển cơ sở hạ tầng
nhu cầu để hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước thì sẽ cần rất nhiều thép. Và rõ ràng là Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi rất là lớn trong quá trình mà Việt Nam đang đi dần lên đó, đúng chưa? Nên thành ra là tóm lại là những doanh nghiệp, những đất nước nào mà đang trong thời kỳ phát triển sẽ là những đất nước đang cần cái ngành thép phát triển rất là mạnh. Và thực tế thì cái ngành thép của Việt Nam luôn luôn tăng trưởng gấp, cách đây khoảng 4-5 năm thì tăng trưởng đâu đó khoảng gấp đôi GDP, còn bây giờ tôi nghĩ rằng là chỉ tăng trưởng khoảng gấp rưỡi GDP mà thôi, đúng không? Rồi, thế chúng ta tổng kết lại đối với cả ngành thép thế giới đó là gì? Đó là tác động từ Trung Quốc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành thép toàn cầu. Và nếu như chúng ta phân tích ngành thép mà chúng ta bỏ qua tác động từ Trung Quốc thì sẽ là một cái rủi ro rất lớn, chúng ta không nhìn thấy được hết toàn cảnh của câu chuyện. Đó, và ở phần này thì vì chúng ta chỉ tập trung vào Trung Quốc thôi, nhưng Tuấn sẽ nói sơ qua những vấn đề khác của trong ngắn hạn, dài hạn, và tí nữa thì chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Thì đầu tiên là câu chuyện về dài hạn. Đầu tiên là chính sách về bất động sản của Trung Quốc từ năm 2018 đến nay. Đó là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn luôn nói rằng là nhà để ở không phải để đầu cơ. Điều đó hàm ý rằng là các doanh nghiệp bất động sản sẽ rất là khó để kiếm được người mua, và chính phủ Trung Quốc sẽ làm mọi cách để giảm thiểu cái việc đầu cơ nhà bất động sản. Thế thì việc mà giảm thiểu đầu cơ đó thì cái nhu cầu thép sẽ bị tác động. Và thực tế chúng ta nhìn thấy rằng đợt vừa qua là cái công ty Evergrande của Trung Quốc đã bị phá sản, đúng không ạ? Đó, câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện về Go Green. Thì những lần mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói về việc vấn đề năng lượng là lúc mà cái ngành thép tại Trung Quốc, những ngành mà tiêu thụ năng lượng nhiều và ô nhiễm môi trường ấy, sẽ bị siết chặt về quản lý. Thực tế từ năm 2018 đến nay thì rất nhiều các doanh nghiệp thép kém chất lượng tại Trung Quốc đã bị phải đóng cửa. Và thế trên họ là họ buộc phải chuyển đổi sang một cái nhà máy thép mới có việc quản lý môi trường tốt hơn, công nghệ hiện đại hơn. Và thực tế thì cái ngành thép của Trung Quốc đã bị thu hẹp một khoảng nho nhỏ so với thời gian qua, đúng chưa? Đó. Thế thì tóm lại, trong dài hạn ta nhận thấy có hai chính sách của Trung Quốc, đó là một đó là hạn chế cái việc đầu cơ bất động sản, và thứ hai đó là Go Green. Thành ra việc Go Green đó sẽ chuyển dịch một phần các nhà máy sản xuất thép sang nước khác, trong đó có Việt Nam, đúng chưa? Và một số ngành, ví dụ như là ngành phốt pho chẳng hạn, DGC đã vừa qua được hưởng lợi rất là nhiều, cũng một phần từ việc là Trung Quốc hạn chế xuất khẩu thô ngành phốt pho vàng. Hay là DHC cũng được hưởng lợi từ việc rằng là ngành giấy là một ngành mang tính ô nhiễm. Đó, thì đấy là những cái vấn đề của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các nước khác. Nhưng mà cho năm 2023 thì câu chuyện ngắn hạn nó là gì? Đầu tiên, đó là chính sách của họ là nới lỏng hơn ở mảng bất động sản. Tí nữa chúng ta sẽ nói kỹ hơn, tuần đây tuần nói nghe nhắc qua lại thôi. Thì việc mà họ nới lỏng bất động sản hơn, điều đó sẽ tạo cho cái ngành bất động sản có khả năng tăng trưởng, và ngành vật liệu xây dựng như thép được tăng trưởng. Và thứ hai, đó là gần đây nhất là họ đã cho phép nhập than trở lại từ Úc với cái ngành tiện ích và ngành thép trong giai đoạn cuối 2022. Và chính việc mà cho phép nhập than trở lại thì Úc là một đất nước mà có sản xuất, có cái ngành công nghiệp quặng sắt này hay than lớn nhất thế giới. Nhưng đợt vừa qua thì vì một số cái lý do gì đó mà Trung Quốc họ chuyển sang là nhập từ các nguồn khác. Chính vì thế đẩy giá than lên rất là cao. Nhưng mà đến cuối 2022 và vừa qua thì Trung Quốc bắt đầu thay đổi quan điểm, họ quyết định lại nhập than trở lại từ Úc, khiến cho giá than bắt đầu giảm xuống. Đó, thế thì sơ qua như vậy là 2023 đâu đó những cái gì khó khăn nhất bắt đầu dần dần trôi qua. Đúng không ạ? Ra sang phần 2 đó là những điều quan trọng nhất của ngành thép ta cần phải theo dõi. Thì đây, anh chị để ý thấy, đây là một cái hình về cái chuỗi giá trị của ngành thép. Thì có đầu vào này, sản xuất này, và đầu ra. Thì đầu vào anh chị có để ý thấy đây là một cái bên trái, đó là công nghệ lò cao. Anh chị thấy có hai cái nguồn chính của họ, chính là quặng sắt và than đá. Từ than đá bắt đầu tạo ra than cốc và bắt đầu sản xuất ra thép. Đối với cả Hòa Phát thì họ cũng sản xuất từ than đá, tức là từ than mỡ họ sản xuất ra than cốc, và từ than cốc họ bắt đầu mới luyện thép, đúng không ạ?
Thứ hai ta nhìn qua một cái đó là cái công nghệ lọt thổi EAF thì bắt đầu đi từ thép phế đi thẳng vào lò hồ băng điện bắt đầu tạo ra tiếp, thì chúng ta nhận thấy rằng là cái đầu vào của công nghệ lò điện nó dính là thép phế và điện, đúng chưa? Và đây ta nhìn xuống một chút nữa đó là cái phần mà đầu ra. Đầu ra thì có thể là cái phôi thép, có thể là thép dẹp, đúng không ạ? Và bắt đầu sinh ra những loại khác, ví dụ như là thép tấm này, thép cuộn gắn nóng này, vân vân vân, rất nhiều loại. Thì cái phần thép cuộn gắn nóng ở đây thì vẽ một cái ô tô, nhưng thực ra là ở Việt Nam mình thì chưa mạnh với ô tô đâu. Phần này của Việt Nam mình chủ yếu là sản xuất tôn, được chưa? Đó thì đây là một cái sơ qua về cái ngành này. Anh chị thấy để ý thấy nó một số điểm rất là quan trọng, đó là chi phí đầu vào lớn nhất đến từ quặng sắt và than. Đối với hồ băng điện thì chi phí đầu vào lớn nhất đến từ thép phế và điện. Thì lưu ý một chút đó là cái sự khác biệt giữa hai cái công nghệ này là gì? Là đối với đất nước mà phát triển lâu năm như là Mỹ hay là như EU thì cái việc phát triển công nghệ của họ chủ là từ hồ quang điện. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là lượng thép phế họ nhiều, thứ hai là thép phế thì tức là lò quang điện thì nó ít tốn, ít ít ảnh hưởng đến môi trường hơn là lò cao đó. Và thứ ba nữa là cái lò quang điện ấy nó dễ tắt dễ bật và nó phù hợp với cả những chu kỳ rất là ngắn. Nhưng ở Việt Nam mình là một đất nước mà đi lên từ nước nông nghiệp, thành ra khi cái sự phát triển của lò cao nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ hiệu quả hơn so với lò điện. Và anh chị để ý thấy này, cái giai đoạn đầu của sự phát triển khi Việt Nam mình mở cửa ấy, thì rất nhiều các doanh nghiệp phát triển theo hướng lò điện, ví dụ như là thép Việt Đức này, thép Việt Ý này, thép Việt Nhật vân vân, rất nhiều hàng đều phát triển theo hướng lò điện. Còn Hòa Phát thì lúc đầu cũng là phần làm lò điện, nhưng do họ thấy rằng là làm lò điện sẽ không phù hợp trong giai đoạn này mà họ chuyển sang làm lò cao. Và chính vì thế nó đã chứng minh rằng là lò cao của Hòa Phát đã hiệu quả hơn rất nhiều so với lò điện của các doanh nghiệp khác, đúng không ạ? Bởi vì cái đặc thù của Việt Nam mình là đi lên từ đất nước kém phát triển. Còn đương nhiên rằng là ở các nước như là Mỹ này hay là EU thì cái lò điện nó được sử dụng nhiều hơn. Đó, chúng ta cần lưu ý ở mỗi hình thái khác nhau. Đó, và đầu ra này thì cái phần mà thép HRC này chính là đầu vào cho những công ty như là Hoa Sen 5 Kim, để anh chị có thể để biết thế hơn. Và đó, thì tóm lại là cái chi phí như nào? Thì chi phí của lò cao là đến từ quặng sắt và than cốc. Còn lò điện thì đến từ thép phế và điện, đúng không ạ? Và rõ ràng là cái đợt vừa qua khi mà giá than lên rất là cao như thế thì cũng ảnh hưởng đến giá than cốc. Và chính vì thế nên là cái chi phí sản xuất của các doanh nghiệp lò cao bị ảnh hưởng và họ sẽ bị tác động rất nhiều đến cái biên lợi nhuận, đúng chưa? Và đây là một cái sơ qua một chút về so sánh giữa lò cao và lò điện này, chị cũng biết thêm, đúng không ạ? Đầu vào của lò cao này là từ quặng sắt này, than cốc này, đá vôi này. Còn lò điện nó là thép phế và điện. Thế đây, cái vốn đầu tư ban đầu này, nhìn qua một chút, vốn đầu tư ban đầu thì của lò cao nó là 1.000 đô trên một tấn, nhưng bên này chỉ 140-200 đô trên một tấn thôi. Tức là lò điện có thể bỏ chi phí ban đầu rất là thấp, nhưng mà lò cao thì chi phí ban đầu rất là lớn. Ở môi trường này, môi trường của lò cao thì ô nhiễm, còn của lò hồ điện thì ít hơn, đúng chưa? Đó, và chu kỳ sản xuất của này khép kín, và chu kỳ này là sản xuất nhanh và có thể làm chu kỳ rất là ngắn. Đó, thì để sơ qua anh chị biết rằng là mỗi cái thời điểm nó sẽ có một cái công nghệ nó phù hợp. Ví dụ như ở Việt Nam mình, đặc thù mình vẫn là đất nước đang phát triển thì cái lò cao sẽ hiệu quả hơn so với lò điện. Nhưng ở các nước mà đã phát triển lâu năm như là Mỹ, như là EU thì họ lại ưu tiên sử dụng lò điện hơn. Đó, để anh chị có thể biết hơn. Đó, và đây là một cơ cấu ngành thép. Cái hình này thì nó cũng chia sẻ một phần thôi, bây giờ nó hơi khác rồi. Đó là ví dụ thép xây dựng này thì có lò cao thì có Hòa Phát, Tisco, Formosa. Lò điện thì gồm có là công nghệ như là thép Việt Ý này, rồi Pomina, rồi VGS Việt Đức. Thì Việt Đức hiện tại họ đang có một cái nhà máy thuộc công nghệ lò cao rồi, đúng không ạ? Tấm màng kém như Hoa Sen 5 Kim thì họ bắt đầu lấy từ cái HRC để đi lên. Rồi gia công bán lẻ thì có SMC, thép tiến lên, vân vân, đúng chưa? Và đây, chúng ta sẽ nhìn qua thêm một chút nữa là cái năng lực sản xuất. Thì
Nếu chúng ta nhìn trong khoảng 5 năm trở lại đây, chúng ta so sánh biểu đồ giá từ Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen với cả cái biểu đồ giá của VN-Index, thế anh chị sẽ thấy rằng là Hòa Phát và Nam Kim là vượt trội hơn hẳn so với cả VN-Index, trong Hoa Sen thì vượt trội hơn một chút thôi. Mặc dù nếu như anh chị nhìn từ 2021 trở về đây nhé, thì có khả năng là anh chị sẽ thấy rằng là ôi Hòa Phát, Nam Kim nó giảm sâu thế thì làm sao mà vượt trội index được. Đương nhiên nếu ta nhìn so với index ta phải nhìn khoảng 5 năm, 6 năm, 5 năm nhìn hết được vấn đề. Thì nếu nhìn cho 5, 6 năm thì Hòa Phát, Nam Kim đều vượt trội hơn rất nhiều so với ở index. Và trong khi đó Hoa Sen vượt trội hơn một chút. Thế vượt trội đó nó đến từ một phần rất là lớn từ việc là họ tăng được năng lực sản xuất. Anh chị để ý Hòa Phát đấy, 2016 cái năng lực sản xuất họ 12 triệu tấn. Đến năm 2021 cái năng lực sản xuất họ lên 8,5 triệu tấn. Trong đó 3 triệu tấn thép từ HRC và 5,5 triệu tấn gọi là thép xây dựng. Đến năm 2025 dự kiến họ sẽ tăng cái công suất lên 14,1 triệu tấn. Tiếp tục tăng lên, đúng không ạ? Và rõ ràng là trong cái quá trình đấy thì cái giá cổ phiếu sẽ đi cùng với cả quy mô của doanh nghiệp. Câu chuyện tương tự với cả Nam Kim, anh chị để ý đây ạ. 2011 này, 2012 bắt đầu nhà máy tôn mạ số 1 đi hoạt động 350.000 tấn. 2014 bắt đầu khởi công nhà máy tôn mạ số 2. 2015 khởi mở công nhà máy ống thép Long An, đó vân 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 mọi thứ. 2021 thì dự kiến rằng là họ lại khởi công tiếp. Họ đã khởi công rồi cái nhà máy ống thép tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương và dự kiến đi vào hoạt động năm 2024 với 400.000 tấn. Đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy là Hòa Phát hay Nam Kim tăng trưởng công suất rất là mạnh trong thời gian qua. Câu chuyện tương tự với cổ Hoa Sen. Hoa Sen thì 2013, 2014 thì cái công suất họ đâu đó chỉ khoảng là đây 1,6 triệu tấn với cả thép tận với tôn này, với cán nguội vân vân. Và 2016, 2022 họ cũng tăng lên một chút. Đúng chưa? Đó. Thì mặc dù những doanh nghiệp này là những doanh nghiệp trong cái chu kỳ đi xuống như của 2022 vừa rồi thì Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim thì tác động rất là nặng. Nhưng mà việc họ mở rộng công suất đều khiến cho nhìn trong khoảng 5 năm giá cổ phiếu họ vượt trội hơn rất nhiều so với cả VN-Index. Đúng chưa? Và ta nhìn thêm một chút nữa đó là cái câu chuyện gì diễn ra trong thời gian tới. Thì đây chúng ta sẽ nhìn hai cái đầu vào của họ là quặng sắt và than đá. Thì quặng sắt, than đá đang giảm rất là mạnh, quặng sắt thì đang tăng. Nhưng mà quặng sắt tăng thì đi cùng với cả cái giá thép, đúng chưa? Bởi vì quặng sắt chỉ sử dụng để làm thép nên thành ra hai cái này thường biến động cùng chiều với nhau, trừ phi có những vấn đề như là sự cố vỡ đập của Brazil đợt vừa qua thì khiến cho giá quặng sắt vượt tăng cao hơn so với cả thép đâu, thép đầu ra đâu. Còn về cơ bản là giá thép tăng thì giá quặng sắt cũng sẽ tăng đó, nên người ta cần để ý nhiều hơn với phần về than. Cái than mà sử dụng để sản xuất thép là than cốc, nhưng mà những doanh nghiệp như Hòa Phát này thì họ đã có khả năng sản xuất được than cốc từ than đá, từ than mỡ, than gầy, đúng không? Nên thành ra chúng ta có thể nhìn qua than đá này, chúng ta biết rằng là cái chi phí sản xuất của các doanh nghiệp lò cao như Hòa Phát như thế nào, đúng chưa? Thì đây giá than chúng ta nhận thấy giảm rất là sâu. Cái nguyên nhân một phần giảm giá sâu này chính là việc mà Trung Quốc cho phép nhập khẩu than từ Úc, thay vì lúc đây là trước đây là cách đây khoảng một năm là họ kiểu như là họ gặp cái mâu thuẫn với Úc, họ không mua than từ Úc nữa mà họ mua từ nguồn khác khiến cho cái giá than đá đẩy vọt lên. Nhưng bây giờ họ đã được mua lại than từ Úc rồi, khiến cho cái căng thẳng của nguồn cung than đá nó bị giảm đi và chính thế là khiến cho giá giảm. Đó. Và như vậy là giá than giảm trong khi giá thép xây dựng có xu hướng tăng, báo hiệu những gì xấu nhất đang dần qua, đúng chưa? Và đây chúng ta nhìn thêm một biểu đồ nữa đó là P trên B của ngành thép. Thì lưu ý rằng là vì sao Tuấn sử dụng P trên B mà thay vì không phải là P trên E. Thế chị để ý thấy đó là những doanh nghiệp có tính chu kỳ cao thì cái lợi nhuận biến động rất là mạnh, như Hòa Phát chẳng hạn, như năm 2021 lợi nhuận họ lên khoảng 34 35 nghìn tỷ, như năm nay họ chỉ còn khoảng 80 tỷ. Đó, chính cái việc mà lợi nhuận nó biến động mạnh như thế, thành ra nếu chúng ta sử dụng P trên E, chúng ta sẽ không nhìn thấy hết được cái câu chuyện vấn đề. Nhưng mà ngược lại P trên B tức là khác, chỉ cần doanh nghiệp không lỗ thôi thì cái book value của doanh nghiệp vẫn tăng dần theo thời gian. Đó, và chính vì thế chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái P trên B nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Và đây, nếu ta nhìn Hòa Phát thì nó đang ở vùng thấp nhất trong khoảng là 5 đến 6 năm trở lại đây. Đúng chưa? Thậm chí 8 năm trở lại đây. Đây tiếp theo là Hoa Sen tương tự, và Nam Kim tương tự.
Đó, thế thì rõ ràng là nếu như chúng ta mua cổ phiếu ngành thép tại thời điểm hiện tại, chúng ta đang có một vùng giá rất là hấp dẫn và rất là rẻ so với cả lịch sử. Tôi không nói là lên ngay nhé, mà chúng ta chỉ đang nói rằng là nó đang khá là rẻ so với lịch sử mà thôi, đúng chưa? Đó, thế thì tóm lại đối với ngành thép đó là gì? Thứ nhất, đó là tính chu kỳ. Chúng ta cần phải để ý đó là cái nguyên liệu đầu vào đầu ra sẽ như nào. Thì giai đoạn 2022 là giá than tăng rất là cao. Vì giá than tăng cao nên thành ra nó ảnh hưởng biên lợi nhuận. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì giá than bắt đầu giảm rồi, đúng chưa? Câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện của chính sách nhà nước. Ví dụ như là ngân hàng siết tín dụng bất động sản thì doanh nghiệp thép sẽ gặp khó khăn. Đầu tư công mà mạnh thì bất động sản phát triển và doanh nghiệp thép lại hưởng lợi. Thì 2022 là giai đoạn mà rõ ràng rằng là tín dụng những bất động sản bị suy giảm, trái phiếu cũng đang bị siết, đúng không ạ? Đầu tư công thì không thể thực hiện được. Đó, rồi Trung Quốc thì chưa có dấu hiệu gì để mở cửa trở lại. Thứ ba nữa, chúng ta nhìn đến định giá đó là nếu như P trên B thấp đối với cổ phiếu chu kỳ nhé, thì đấy chính là khúc đầu của giai đoạn thịnh vượng. Thì đấy là sơ qua tổng quan về những điều quan trọng của ngành thép chúng ta cần để ý. Rồi, bây giờ ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là dự báo cho năm 2023 sẽ như thế nào. Đây, thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua cái dự báo năm 2023 thông qua các chính sách của Trung Quốc và chính sách tại Việt Nam. Ví dụ chính sách tại Trung Quốc này, thì cái giai đoạn mà tháng 1 vừa qua là 6 ngân hàng tại Trung Quốc, như là Ngân hàng Công thương Trung Quốc, ICBC, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, ABC, Ngân hàng Trung Quốc, BOC, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, CCB, Ngân hàng Truyền thông, Ngân hàng Tiết kiệm Ưu điện Trung Quốc thì đã công bố gói hỗ trợ tài chính 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 140 tỷ đô dành cho việc phát triển bất động sản, vay mua nhà, mua bán và sáp nhập, tài trợ chung ứng và đầu tư trái phiếu. Đó, chính vì những cái điều này sẽ khiến cho đẩy mạnh cái nguồn cầu của người dân đối với bất động sản, đồng thời cũng giảm được chi phí vốn cho các doanh nghiệp phát triển bất động sản. Câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện về các công ty tư nhân Trung Quốc bắt đầu tiếp cận được nguồn vốn khi mà tập đoàn lớn cũng đang làm việc với các tổ chức tín dụng để bán những trái phiếu được bảo đảm ở địa phương. Rồi trái phiếu lợi suất cao cũng bắt đầu tăng mạnh trong mức cao nhất trong một năm, cho thấy rằng là cái nguồn vốn đang đẩy vào Trung Quốc. Và chính thế nên là sắp tới cái nhu cầu về vật liệu xây dựng ở Trung Quốc sẽ đẩy lên rất là mạnh. Rồi, thứ hai nữa đó là quay lại Việt Nam. Đây là cái biểu đồ về tỷ lệ giải ngân đầu tư công so kế hoạch theo các năm. Thì 2017 đó là tỷ lệ giải ngân đầu tư công theo kế hoạch là 73%, xong 66%, 67%, 82%, 2021 là 72% và 2022 là 67%. Thì dự kiến rằng là kế hoạch đầu tư công 2023 sẽ là tổng vốn là 700.000 tỷ đồng và tăng khoảng 25% so với cả kế hoạch năm 2022, tức là nó tăng cái kế hoạch lên. Đồng thời nếu như mà tỷ lệ giải ngân đầu tư công nó vọt lên mức trên 67% này, thì anh chị sẽ thấy rằng là cái giải ngân đầu tư công năm tới thì rất là mạnh mẽ. Và đương nhiên rồi, khi mà giải ngân đầu tư công thì sẽ kích thích cái bất động sản hạ tầng ở hai bên của con đường xây dựng lên chẳng hạn. Và chính vì đó sẽ tạo ra cái nhu cầu về thép. Được chưa? Đó, thế thì chúng ta đã nhìn qua dự báo 2023 với tổng kết lại. Câu chuyện tiếp theo sẽ là gì? Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về đầu vào trước. Ngành thép chúng ta sẽ nhìn đầu vào, đầu ra, định giá và tăng trưởng, đúng không? Thì đầu vào này, chúng ta nhìn thấy là đây là màu xanh, tức là tích cực, là giá than đá đã giảm mạnh, tạo tiền đề cho các chi phí khác giảm, trong đó có than cốc, đúng chưa? Đó, câu chuyện thứ hai đầu ra này, đó là sự đẩy mạnh của chính phủ Trung Quốc trong việc nới lỏng thị trường bất động sản, giúp cho nhu cầu vật liệu xây dựng thế giới sẽ tốt hơn. Và đặc biệt là trong 2023 này là việc đẩy mạnh của chính phủ Trung Quốc vẫn rất là tốt. Tuy vậy thì nếu nhìn dài hạn hơn, ví dụ 2024, 2025, chúng ta lại quay lại câu chuyện rằng là nhà để ở không phải để đầu cơ, hay là câu chuyện rằng là go green của Trung Quốc nhé. Tức là nếu nhìn từ 2024 chúng ta sẽ cần phải nhìn lại một chút. Nhưng đối với 2023 này thì chính sách của Trung Quốc đang rất rõ ràng, đó là kích thích lại thị trường bất động sản, đúng chưa? Ở Việt Nam mình thì đang có kế hoạch giải ngân đầu tư công tăng khoảng 25% so với kế hoạch của năm 2022, 700.000 tỷ, đúng chưa? Thì đấy là chính là cái tác động rất là tốt của cái ngành thép. Thứ ba là định giá. Thì định giá thì như anh chị để ý lúc mà Tuấn có vẽ hình đấy, đúng không ạ?
thì P-book của Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim đều mức 25% thấp nhất trong 6 năm trở lại đây. Đó, và đương nhiên thì nó có một chút nhỏ nhỏ về cái điểm hơi xấu, đó là tăng trưởng. Thì các doanh nghiệp về cơ bản không có tăng năng lực sản xuất trong năm 2023. Và ví dụ như là Nam Kim thì tận 2024 họ mới có tăng trưởng năng lực sản xuất cơ. Hay là như kiểu Hòa Phát thì cũng phải 2024-2025. Đúng chưa? Thì thành ra là khi có tăng trưởng cái năng lực sản xuất thì doanh thu sẽ được tăng lên, quy mô tăng lên và định giá doanh nghiệp sẽ được quay trở lại mức cao hơn. Đúng chưa? Nhưng hiện tại là họ vẫn đang thời kỳ phục hồi mà thôi. Đó. Và rủi ro này thì đương nhiên họ vẫn có rủi ro, đó là nếu có suy thoái kinh tế xảy ra chẳng hạn thì khiến cho lạm phát leo cao và nhân đầu tư công bị chậm lại. Tuy vậy thì vẫn đánh giá rằng là cái này không quá cao, khi mà cái lạm phát tại Trung Quốc đợt vừa qua chỉ có 1,7%, nên thành ra là việc mà Trung Quốc đẩy mạnh nới lỏng tiền tệ này rồi đẩy mạnh thị trường bất động sản sẽ không bị ảnh hưởng đến cái lạm phát tại Trung Quốc. Và chính vì thế nên rằng là cái tác động từ Trung Quốc vẫn là tích cực so với cả phần còn lại thế giới. Chúng ta để ý thấy đó là ví dụ như phần còn lại thế giới như là Nhật Bản này, châu Âu này đều đang bị chìm trong khủng hoảng suy thoái, nhưng mà Trung Quốc vẫn đang rất là mạnh mẽ. Đó, thành ra là đây tổng kết lại là câu chuyện như vậy để anh chị có thể tham khảo hơn, đúng không ạ? Và sau video này thì nếu anh chị mà có chia sẻ gì về các cổ phiếu của Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, anh chị có thể chia sẻ kỹ hơn để Adephin cùng theo dõi và cùng biết ạ. Và trên đây cũng là một vài cái chia sẻ của cá nhân Tuấn và của Adephin đấy anh chị. Đồng thời Tuấn Phin chia sẻ thêm một chút nữa, đó là hiện tại thì Adephin đã đưa ra cái chương trình tập san đầu tư giá trị Athena. Và chương trình này để làm gì? Bởi vì giai đoạn qua khi mà chia sẻ với anh chị thì nó sẽ là không có thể có đầy đủ được tất cả các ý mà diễn giả muốn chia sẻ. Thành ra là Adephin mới quyết định làm một cái tập san đầu tư giá trị để làm, để giúp anh chị có thể tìm hiểu kỹ hơn những cái mặt kiến thức, những điều gì làm khiến giá cổ phiếu tăng và giảm ở trong đó. Đó, thế thì cái mục tiêu của cái tập san này nó đào tạo, tức là nhà đầu tư sẽ nhận được những bản phân tích doanh nghiệp gắn gọn với tiêu chí nhất định, để từ đó mỗi nhà đầu tư có thể dễ dàng áp dụng phân tích của doanh nghiệp cụ thể. Thứ hai là đối chiếu này, tức là xuyên suốt cái đầu tư giá trị đó thì mỗi tập san đều có những câu chuyện đầu tư với những cái triết lý như vậy, để anh chị có thể soi chiếu lại và anh chị có thể sử dụng nó để phân tích một cổ phiếu khác. Thứ ba, đồng hành này, là nếu anh chị có bất cứ câu hỏi nào về triết lý đầu tư, về hướng dẫn đầu tư thì câu hỏi ở tập san sẽ trả lời. Và tần suất xuất bản của cái tập san này là một bản trên một tháng, tức là ba bản trên một quý. Thì giá thành như thế nào? Anh chị có thể tham gia vào câu lạc bộ chuyên nghiệp, thì câu lạc bộ chuyên nghiệp anh chị sẽ được tặng luôn cái tập san này. Thứ hai này, là nếu anh chị tham gia vào gói YouTube hội viên, tức là hiện tại thì trên cái trang YouTube là có một cái chức năng hội viên, anh chị có thể vào tham gia vị trí hội viên này, anh chị đăng ký gói VIP, thì trong gói VIP đó sẽ gồm có là các video tiêu điểm đầu tư một tuần một bản và thêm cái bộ tập san đó. Thì chi tiết này anh chị có thể chat ngay với cả cái Messenger của Adephin hoặc là Zalo Adephin, thì các bạn chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ anh chị để có thể đặt mua được cái tập san này. Và tập san này thì thường hướng đến là bán kèm với cả câu lạc bộ chuyên nghiệp, hay là bán kèm với cả YouTube hội viên, để anh chị có thể cùng tham khảo và cùng đi xa hơn. Ok, thì đấy là sơ qua các câu chuyện tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Nếu anh chị có câu hỏi gì, anh chị có thể đặt lại câu hỏi trong phần chat và Adephin sẽ cố gắng trả lời câu hỏi anh chị. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.